Xin chào các bạn, hôm nay Trang Sức Em và Tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm mặt dê bạc khắc tên. Em và Tôi trao chọn niềm tin, đồng hành cùng bạn. Mặt dê bạc khắc tên đang là xu hướng được rất nhiều khách hàng lựa chọn hiện nay. Sản phẩm có thể khắc tên hoặc những họa tiết theo yêu cầu để dành tặng cho các bé. Cha mẹ có thể khắc tên con cùng ngày tháng sinh của bé. Với các bạn trẻ, có thể lựa chọn các hình độc đáo hoặc khắc tên người yêu để làm trang sức đôi. Chỉ với mặt bạc đơn giản cũng giúp bạn ghi dấu kỷ niệm cùng người bạn yêu thương. Mặt dây bạc khắc tên có thể đặt chế tác theo yêu cầu. Khắc tên miễn phí. Quý khách vui lòng gọi đến 0913 95 1535 hoặc nhắn tin Zalo để được tư vấn mua hàng. Em và Tôi thiết kế và chế tác trang sức 3D theo yêu cầu. Giao hàng toàn quốc, thanh toán an toàn. Quý khách có thể mua trực tuyến tại website trangsucvn.com hoặc các cửa hàng gần nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nhớ like, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất. Nếu có góp ý hay bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.